Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu thẩm định giá và dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc chuyển đổi thành công ty cổ phần thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc. Trong tên gọi có chức năng thẩm định giá, nhưng thực chất hiện nay trong giấy phép kinh doanh của công ty không có chức năng này. Phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tìm hiểu vấn đề này được biết Thực chất nguyên nhân của vấn đề là theo quy định của luật giá số 12 năm 2012 của Quốc hội và Nghị định số 89 ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật giá, thì người đại diện của tổ chức góp vốn phải có thẻ thẩm định. Tuy nhiên, hiện nay người đại diện của công ty cổ phần thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc không có thẻ thẩm định, vì vậy không có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ thẩm định giá. Do hoạt động thẩm định giá bị dừng hoạt động nên năm 2015, công ty cổ phần thẩm định giá bán đấu giá tài sản và dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn. Tổng doanh thu chỉ đạt trên 80% so với kế hoạch. Cùng với đó, sau khi chuyển đổi sang cổ phần, theo đề án thì doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí một năm đầu mới hoạt động là 464 triệu đồng, nhưng cũng không được hỗ trợ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, năm 2016, khả năng doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục hoạt động và có thể dẫn tới bị phá sản. Năm 2015, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sông Lô không lớn. Tuy nhiên, nhờ việc phân bổ nguồn đối với các công trình hợp lý không dần trải, vì vậy nhiều dự án trọng điểm đã được tập trung đẩy nhanh hoàn thiện đúng tiến độ. Bên cạnh các dự án, công trình trọng điểm chuyển tiếp như công trình nghĩa trang lịch sĩ huyện, công trình trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Năm 2015, huyện Sông Lô cũng đã khởi công xây dựng hai dự án mới là dự án đường thoát hiểm phân chậm lũ xã Đức Bắc giai đoạn 2 và trường trung học quốc sở Sông Lô giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng. Đã giải ngân cho hai dự án là gần 4 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn giao. Tiếp tục thi công các công trình triển tiếp với tổng khối lượng thi công trong năm đạt gần 34 tỷ đồng. Việc thực hiện giải ngân vốn đạt 100% theo kế hoạch được giao. Tất cả các công trình xây dựng được thanh kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên đã đảm bảo được chất lượng, kỹ mỹ thuật theo đúng hợp đồng phê duyệt. Trong quá trình thi công, huyện đã chỉ đạo quy trình lựa chọn các nhà thầu theo đúng quy định của luật xây dựng. Các công trình mới được triển khai cũng như các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn đã cơ bản đảm bảo thi công đúng tiến độ. Cùng với đó, huyện Sông Lô cũng đã tập trung giải quyết hoàn thiện thủ tục kết toán 11 dự án. Trong đó quyết toán xong 5 dự án đã được thanh toán gần 47,5 tỷ đồng tiếp tục làm thủ tục quyết toán 6 dự án với khối lượng hoàn thành là trên 160 tỷ đồng. Trong năm 2015, huyện cũng đã phối hợp với kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán hai dự án là trụ sở làm việc của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và đường 307 kéo dài đúng theo quy định. Những năm gần đây, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ở các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Lạc ngày càng sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, điển hình cho thu nhập cao do chị em phụ nữ làm chủ một trong số đó có một hình chân nuôi bò sinh sản của gia đình chị Bạch Thị Hiền ở thôn Nhật Chiêu Ba, xã Liên Châu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, nên chị Hiền luôn thấu hiểu những khó khăn thiếu thốn. Vì thế chị tìm mọi cách để đưa kinh tế gia đình đi lên, tạo điều kiện cho các con ăn học. Với suy nghĩ chăn nuôi nhỏ lẻ tích dần nguồn vốn, năm 2008 qua tổ chức hội phụ nữ chị đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 5 con bò sinh sản về chăn nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, chị đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và chăm sóc bò, đồng thời chị còn tích cực học hỏi các kinh nghiệm trên sách báo, truyền hình. Đến nay, mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình chị đã có 15 con sinh sản và 8 con bê con với giá trung bình từ 18 đến 20 triệu đồng một con. Ngoài phát triển chăn nuôi bò sinh sản, gia đình chị còn trồng trên 1 hecta táo đang cho thu hoạch với giá bán từ 30 đến 40 000 đồng một kg. Làm kinh tế với cách thức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp gia đình chị Hiền dần vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống. Bình quân mỗi năm, mô hình kinh tế của gia đình chị cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Không chỉ là một trong những tấm gương điển hình của hội phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị Hiền còn thường xuyên chia sẻ giúp đỡ các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về kiến thức để chị em cùng vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, nhiều chị em phụ nữ trong thôn đã từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. chuyển sang phần tin trong nước, hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương (TPP) đã chính thức được ký kết mùng 4 tháng 2 năm 2016 và nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) khác được đánh giá mở ra nhiều cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản Việt Nam. Nhưng với năng lực hiện tại của ngành, nhiều chuyên gia đánh giá. Xuất khẩu nông sản Việt Nam mới chỉ đang với tay để chạm vào những cơ hội đó. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện gần 90% hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu dưới dạng thô, sơ chế, mang thương hiệu nước ngoài. Do đó, khi xuất khẩu hàng nông sản, phần giá trị gia tăng thấp và dễ gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh do giá cả sản phẩm thô trên thị trường thế giới đang có xu hướng giảm mạnh và thường xuyên biến động với biên độ cao. Một số mặt hàng nông sản của ta tuy đang được xếp ở vị trí cao trên thị trường thế giới, nhưng do chất lượng thấp nên thường bán với giá thấp hơn giá thế giới. Vấn đề đặt ra là khi Việt Nam tham gia các FTA, TPP, thị trường bạn hàng có yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa. Quy tắc xuất xứ sản phẩm khiến nông sản Việt xuất khẩu sẽ vấp nhiều rào cản. Do đó, nếu nước ta không chủ động điều chỉnh sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản để xuất khẩu, ắt sẽ vẫn ỉ ạch, khó bứt phá. Bộ Tài chính cho biết, gần như đã kết thúc đợt nghỉ Tết dài 8 ngày. Ngày mùng 5 Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống cả nước đã mở cửa bán hàng, người dân bắt đầu đi mua trở lại. Giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định, nguồn cung hàng hóa tăng nhiều hơn so với mùng 3 và mùng 4. Nhu cầu người dân sau Tết tập trung vào rau xanh, trái cây và hoa. Tại cả siêu thị và chợ truyền thống, lượng người mua hàng còn thấp do lượng thực phẩm dự trữ vẫn còn. Giá bán các mặt hàng trái cây và thịt gia súc gia cầm cơ bản đã giảm về với giá trong ngày thường. Giá một số loại rau củ tuy vẫn cao hơn so với ngày thường nhưng đã giảm so với thời điểm trước Tết do nguồn cung rau vẫn khá dồi dào, đáp ứng được nhu cầu. Như vậy, có thể thấy hàng hóa trong dịp Tết đã thực sự ổn định trên địa bàn cả nước do nguồn cung đảm bảo khi hầu hết các siêu thị, chợ đều đã mở cửa sớm, sức mua cải thiện, dần trở lại nhịp sống ngày thường. Thời tiết các tỉnh miền Bắc đang ấm dần lên, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội, sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình hội nhập, nhu cầu tuyển lao động trình độ ngày càng tăng. Tuy nhiên, có một thực tế là ở những phân khúc việc làm yêu cầu trình độ cao, lao động Việt Nam được đánh giá tốt về tinh thần, sẵn sàng học hỏi và làm việc chăm chỉ nhưng lại gặp nhiều trở ngại về ngoại ngữ. Thời gian qua, lao động Việt luôn được đánh giá là có lợi thế vì cần cù, chịu khó, giá rẻ. Tuy nhiên, Ông Mạc Văn Tiến, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo. Khi tham gia ACE, sự tự do luân chuyển lao động vừa là cơ hội, song cũng là thách thức không nhỏ khi một lượng lớn lao động từ các nước AEC và Việt Nam tạo nên cuộc cạnh tranh với lao động trong nước. Bên cạnh việc có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, người lao động còn cần có ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác. Nếu người lao động Việt Nam không ý thức được điều này thì sẽ thua ngay trên sân nhà bởi chúng ta có cạnh tranh về trình độ thay nghề chuyên môn với nhiều quốc gia trong AEC. Của Y tế Dự phòng thông tin, Bộ Y tế đã có khuyến cáo mạnh mẽ về việc hiện nay bệnh do virus Zika chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika xâm nhập và lây lan tại nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo, thứ nhất, phụ nữ có thai hoặc dự định có thai trong vòng 6 tháng tới, không đến các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, khi không cần thiết. Thứ hai, người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Điện thoại liên hệ 0989 671 115. Thứ ba, để phòng chống bệnh do virus Zika, người dân hãy áp dụng biện pháp chống mũi đốt, chủ động diệt mũi và bọ gậy. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu các lực lượng Ả Rập tham gia vào cuộc chiến tại Syria, họ sẽ làm bùng phát một cuộc chiến tranh thế giới mới, tổng thời hối thúc các bên đàm phán về một lệnh ngừng bắn. Ông Dmitry Medvedev cho biết, người Mỹ và các đối tác Ả Rập của chúng tôi phải nghĩ kỹ về điều này. Có phải các bạn muốn một cuộc chiến tranh kéo dài? Các bạn thực sự nghĩ mình có thể nhanh chóng chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy? tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán thay vì làm bùng phát một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trước đó, Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn tại Syria bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới. Tuy nhiên, những người phản đối coi đây là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian trong một cuộc tấn công của chính quyền Damas ở trong và xung quanh thành phố Aleppo hiện do quân nổi dậy kiểm soát. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào ngày 16 tháng 2 tới, nước này và Cuba sẽ ký một thỏa thuận song phương khu vực các chuyến bay thông thường giữa hai quốc gia sau hơn nửa thế kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, trong khi luật pháp Mỹ cấm đi tới Cuba thực hiện các hoạt động du lịch, thỏa thuận này sẽ tạo thuận lợi cho chuyến du lịch được cho phép, mở rộng các lựa chọn của người đi du lịch và tăng cường liên kết giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, thỏa thuận cũng tiếp tục cho phép các chuyến bay ngoài lịch trình Mỹ thông báo kế hoạch khôi phục các chuyến bay hồi tháng 12 năm 2015. sau hoạt động du lịch vẫn là bất hợp pháp do lệnh cấm vận thương mại mà Washington áp đặt với La Habana hồi đầu năm 1960 vẫn còn hiệu lực. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo bà Christine Lagarde đã đường tái đề cử giữ chức tổng đốc thể chế tài chính hàng đầu thế giới này nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu vào tháng 7 tới. Là ứng viên duy nhất, bà Lagarde gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc IMF tới một nhiệm kỳ nữa. Bà Lagarde nhận được sự ủng hộ rộng rãi của châu Âu, bao gồm Pháp, Đức và Anh, Mỹ, các nước Mỹ Latinh, Canada và Trung Quốc. Dự kiến ban giám đốc IMF sẽ bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này trước ngày 3 tháng 3 tới. Ngày 22 tháng 1, bà Lagarde đã tuyên bố tái tranh cử để tiếp tục dẫn dắt IMF trong 5 năm tới. Bà Lagarde, 60 tuổi, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo IMF đã giữ chức tổng giám đốc thứ 11 của định chế tài chính này từ năm 2011. Một trong những cản trở lớn nhất cho tới thời điểm này đối với bà Lagarde là vụ kiện tại Pháp liên quan tới các buộc bà đã bất cẩn gây tổn thất tài sản quốc gia khi xử lý một vụ việc từ năm 2008, thời điểm bà còn giữ chức bộ trưởng tài chính Pháp. Theo các nhà khoa học Mỹ và châu Âu, vệ tinh Jason 3 vừa được phóng lên quỹ đạo trái đất có chức năng theo dõi mực nước biển dâng tại các đại dương đồng thời có vai trò như một thước đo cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu. Vệ tinh Jason 3 là dự án hợp tác giữa cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, cơ quan vũ trụ Pháp và tổ chức khai thác vệ tinh thời tiết. Vệ tinh này sẽ thu thập dữ liệu bằng cách phát xung radar vào bề mặt đại dương nhiều nghìn lần trong một giây và thu hồi lại. Vệ tinh này cũng đồng thời đo chiều cao của mặt biển giúp các nhà khoa học tính toán được sức nóng mà đại dương đang hàng ngày phải hấp thụ. Nhà khoa học Joe Willis chủ nhiệm dự án Jackson 3 tại phòng thí nghiệm phản lực của NASA nhấn mạnh mực nước biển dâng là một trong các yếu tố dẫn tới sự tàn phá nặng nề của cơn bão Katrina trong năm 2005 gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến số người thương vong cao chưa từng có trong những năm gần đây tại Mỹ. Theo ông Willis, các nhà khoa học mới chỉ thu thập được dữ liệu vệ tinh trong khoảng 25 năm trở lại đây. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tính toán được sự thay đổi của đại dương trong nhiều nghìn năm trước. Theo đó, họ nhận thấy trong khoảng 100 năm gần đây, mực nước biển tăng cao nhanh do trái đất ấm hơn, hoàn toàn trái ngược với những dữ liệu ổn định của mực nước biển đo được trong vòng 2.000 năm trước đó. Cũng dựa trên các dữ liệu do các vệ tinh ra sơn ghi nhận được trong hai thập niên gần đây, các nhà khoa học Mỹ và châu Âu nhận thấy mực nước biển dâng lên với một tỷ lệ đáng báo động quý vị và các bạn vừa theo dõi tin quý ngày của đài phát thanh truyền đến... hình